Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, theo tờ The Guardian, hơn 50 người được xác nhận là đã thiệt mạng và gần 4 triệu người không có điện vào ngày 28 tháng 9. Sau khi gió mạnh và mưa như chút nước từ cơn bão Helene gây ra sự tàn phá chưa từng có trên nhiều vùng rộng lớn ở phía đông nam nước Mỹ, trận lũ lụt lịch sử vẫn tiếp diễn ở một số khu vực phía nam dãy Appalachian. Lực lượng ứng cứu đầu tiên tiếp cận các cộng đồng bị cô lập trong điều kiện khó khăn, trong khi chính quyền địa phương bắt đầu đánh giá quy mô thiệt hại và tình trạng di dời. Bão Helene đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida với cường độ bão cấp 4, tấn công bán đảo với sức gió 225 km/h. Bão suy yếu thành bão nhiệt đới, di chuyển nhanh qua Georgia, Carolina và Tennessee, khiến nhiều cây bị bật gốc, thổi bay mái nhà, cuốn trôi xe cộ, đe dọa vỡ đập, khiến toàn bộ cộng đồng khu vực này bị cô lập khi lở đất và lũ lụt xảy ra. Sự kết hợp của gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt và lốc xoáy theo đường đi của bão Helene gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la với toàn bộ trung tâm thành phố, đường cao tốc cùng nhiều ngôi nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị phá hủy. Những người thiệt mạng do bão Helene ở bang Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia. Theo Power Outage, tính đến trưa ngày 28 tháng 9, hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Nam Carolina, Georgia, Bắc Carolina, Florida, Virginia, Ohio và Kentucky bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có điện. Mối đe dọa về số người chết và sự tàn phá do bão vẫn tiếp diễn, nhưng bão Helene đã suy yếu với nguy cơ mưa lớn giảm dần khi di chuyển qua thung lũng Tennessee, theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia. Hàng loạt cuộc di dời và cứu hộ trên sông đã được thực hiện. Ở Bắc Carolina, một hồ nước đã tràn qua một con đập và các khu dân cư xung quanh đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa. Một số khu vực phía tây Bắc Carolina bị cô lập do lở đất và lũ lụt khiến các tuyến đường chính phải đóng cửa. Trung tâm bão quốc gia hiện đang theo dõi thêm hai cơn bão đang di chuyển qua Đại Tây Dương là bão nhiệt đới Joyce và bão Isaac hiện đang mạnh lên. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã triển khai hơn 1.500 nhân viên và tham gia hỗ trợ ít nhất 400 cuộc giải cứu trong bối cảnh bão Helene khiến gần 4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida, Georgia và Nam Carolina rơi vào tình trạng mất điện. Helene là cơn bão thứ 8 trong mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia dự đoán mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ nguy hiểm hơn so với các năm trước đây do nhiệt độ của đại dương ấm kỷ lục. Những cơn bão lớn đổ bộ vào nước Mỹ trong thời gian gần đây đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, đồng thời gây ra thiệt hại tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Nếu không tính bão Helene, quốc gia này đã hứng chịu sự tàn phá của 7 cơn bão lớn là Laura, Delta, Zeta, Ida, Ian, Idalia và Beryl kể từ năm 2020 tới nay. Theo hãng tin AP, nhà cung cấp dữ liệu bảo hiểm AM Best ước tính, các công ty bảo hiểm sẽ phải trả từ 5 tỷ đô la Mỹ trở lên để bù đắp những tổn thất do bão Helene gây ra. Thưa quý vị, khi bão Helene đổ bộ gây mưa lớn, gió giật mạnh tại Mỹ, nhiều con đập tại bang Bắc Carolina đã được cảnh báo có nguy cơ vỡ. Thông tin mới nhất về bão Helene của NBC News cho hay, đập Lake Lure ở phía tây Bắc Carolina đã tràn bờ vào ngày 27 tháng 9, sau khi bão Helene quét qua khu vực. Cơn bão mới nhất đổ bộ vào Mỹ dẫn tới nguy cơ vỡ đập Lake Lure với những dấu vết hư hại được ghi nhận vào đầu ngày 27 tháng 9. Giới chức địa phương đã cảnh báo sơ tán người dân trong khu vực. Mối lo ngại về đập Lake Lure cách Asheville khoảng 40 km về phía đông đã tăng lên vào sáng sớm ngày 27 tháng 9, khi các quan chức gửi đi các thông báo cảnh báo khẩn cấp. Cư dân hạ lưu đập Lake Lure cần di tản tới nơi cao hơn ngay lập tức. Cơ quan quản lý khẩn cấp hạt Rutherford thông báo, nhấn mạnh đập sắp vỡ. Tính tới 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, nước đã tràn qua đập. Đập thủy điện cao 38 mét nằm trên sông Broad do thị trấn Lake Lure vận hành. Dung tích chứa tối đa của đập Lake Lure tương đương với lượng nước trong 22.500 hồ bơi Olympic. Sáng ngày 27 tháng 9, Sở Chất lượng Môi trường Bắc Carolina cho biết con đập dài 146 mét này đang bị xói mòn ở một bên. Tình trạng mất điện đã xảy ra tại địa điểm vận hành đập nhưng cửa xả lũ vẫn có thể vận hành thủ công. Khu vực phía nam Appalachia đã bị ngập lụt trong nhiều ngày do dải mưa trước bão gây mưa lớn ngàn năm có một tại một số khu vực. Sau đó, hoàn lưu bão Helene tấn công khu vực trong đêm và kéo dài đến sáng ngày 27 tháng 9. Chuyên gia thời tiết Jared Klein của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, khu vực gần Lake Lure đã trải qua mưa lớn trong 3 ngày qua, với lượng mưa từ 200 đến 400 mm. Theo dữ liệu kiểm kê đập quốc gia Mỹ,
Lake Lure được coi là đập có nguy cơ cao, tức khi gặp sự cố hoặc trục trặc, có khả năng gây thiệt hại về người sau cuộc kiểm tra vào tháng 3 năm 2023. Trong cập nhật mới nhất về đập Lake Lure, quan chức thị trấn Lake Lure cho biết kỹ sư kết cấu nhận thấy đập ở tình trạng ổn định. Tuy nhiên, cư dân sơ tán chưa thể trở về nhà ngay vì việc đi lại trong khu vực rất khó khăn sau bão Helene do cây đổ và nhiều mối nguy hiểm khác. Trong khu vực vẫn đang ghi nhận tình trạng mất liên lạc di động. Ngoài nguy cơ vỡ đập Lake Lure, cảnh báo khả năng vỡ đập cũng được đưa ra tại đập Walters hay đập Waterville, cách Lake Lure khoảng 160 km. Ngày 27 tháng 9, các quan chức địa phương thông báo rằng đập Walters đã gặp phải sự cố thảm khốc. Người dân ở Newport, bang Tennessee, hạ lưu đập Walters được yêu cầu sơ tán vì nguy cơ lũ lụt. Tuy nhiên, sau đó trong ngày, Christine Coulter, giám đốc truyền thông của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Tennessee cho biết thông tin vỡ đập là báo động sai. Mặc dù vậy, thị trấn Newport vẫn đang gặp nguy hiểm. Ông khẳng định, đập không bị vỡ, các quan chức đã yêu cầu người dân sơ tán. Dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy, sông Pigeon ở hạ lưu đập Walters đang bị ngập lụt lớn. Bão Helene là cơn bão cấp 4 nguy hiểm khi đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida, Mỹ vào đêm ngày 26 tháng 9, nhưng đã suy yếu nhanh chóng vào sáng ngày 27 tháng 9 khi đi vào đất liền và hạ cấp thành bão nhiệt đới chỉ trong vài giờ. Giới chức Mỹ cho biết, bão Helene đã tàn phá khắp bang Florida và vùng đông nam nước Mỹ, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. Ước tính bão Helene sẽ gây thiệt hại về tài sản khoảng 15 đến 26 tỷ đô la Mỹ. Các nhà dự báo bão cho hay, bão Helene dự kiến trải qua tương tác Fujiwara, hai cơn bão gần nhau và hút nhau, với một áp thấp ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Theo đó, bão Helene được dự báo là một trong những cơn bão hung hăng và tăng cấp nhanh bậc nhất trong lịch sử. Theo USA Today, việc Helene tăng cấp thần tốc từ một áp thấp nhiệt đới với khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới, lên thành bão cuồng phong cấp 3 trong ngày 24 tháng 9 là diễn biến nhanh chưa từng có với một hệ thống do Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo. Sam Lillo, nhà khí tượng học, kỹ sư phần mềm của DTN Weather cho hay, họ chưa bao giờ dự báo một cơn bão lớn trong vòng 60 giờ với một hệ thống áp thấp dưới mức bão nhiệt đới. Toàn bộ dự báo về cơ bản cũng nhanh hơn bất kỳ dự báo nào trong 36 tới 48 giờ với một áp thấp nhiệt đới. Dự báo bão Helene sẽ gây mưa lớn khi đổ bộ đất liền Mỹ do hiệu ứng Fujiwara. Hiệu ứng Fujiwara mô tả hai cơn bão gần nhau hút nhau được xem là vũ điệu tinh tế nhất của khí tượng học. Các mô hình dự báo bão cho thấy, khi bão Helene di chuyển qua Florida vào khu vực đông nam nước Mỹ, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại Shreveport, Louisiana thông tin, bão sẽ trải qua tương tác Fujiwara với rãnh áp thấp phía trên Ozark. Cơ quan Thời tiết nêu rõ, về cơ bản, điều này có nghĩa là tàn dư của bão Helene sau khi đổ bộ Mỹ sẽ di chuyển gần rãnh áp thấp ở Ozark. Tàn dư của cơn bão sẽ lưu chuyển quanh rãnh áp thấp trước khi bị rãnh áp thấp hấp thụ tạo thành một rãnh khép kín lớn hơn. Nhà khí tượng học James Bryan của KATV lưu ý, hiện tượng này cực kỳ hiếm xảy ra ở vĩ độ này. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, tương tác Fujiwara giữa bão Helene và rãnh áp thấp ở Ozark sẽ tạo ra mưa lớn với khả năng gây ngập lụt ở một số khu vực của Trung, Nam Mỹ và Ohio trong vài ngày tới. Hiệu ứng Fujiwara xảy ra khi hai cơn bão di chuyển đủ gần nhau để tạo thành một vũ điệu dữ dội xung quanh một tâm điểm chung. Các chuyên gia cho hay, hiệu ứng này xảy ra khi các cơn bão cách nhau khoảng 1.500 km. Hiện tượng bão đôi này do nhà khí tượng học người Nhật Bản Tsukuhei Fujiwara xác nhận đầu tiên sau khi quan sát hai cơn bão tương tác ở Thái Bình Dương vào năm 2021. Hiệu ứng Fujiwara có thể khiến việc dự báo bão trở nên khó khăn hơn. Thông thường, trong dự báo thời tiết, dự báo địa điểm một cơn bão đổ bộ là điều khó. Tuy nhiên, tương tác Fujiwara có thể khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn. Vấn đề là xác định vùng bão hoặc áp thấp thứ cấp sẽ mạnh đến mức nào. Nếu áp thấp mạnh hơn thì sẽ đẩy đường đi của bão Helene đến gần hơn với dải đất hẹp Florida. Nếu áp thấp yếu hơn thì bão Helene có thể tạo ra nhiều tác động hơn dọc theo khu vực Big Bend của Florida. Các nhà dự báo bão sẽ thấy những chi tiết này rõ ràng hơn trong 24 đến 36 giờ tới. Trong diễn biến khác, cập nhật đến thời điểm sáng ngày 28 tháng 9, siêu bão Helene đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida vào ngày 26 tháng 9 với sức gió mạnh cấp 4 nguy hiểm. Tàn dư bão tiếp tục gây thiệt hại nặng nề ở miền đông nam nước Mỹ, gồm cả ngập lụt thảm khốc lịch sử khiến hàng chục người thiệt mạng. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, ông nghĩ rằng bão Helene đã gây ra nhiều thiệt hại hơn bão Idalia vào năm 2023. Bão Idalia lúc đó là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida trong 125 năm. Đi khảo sát bằng trực thăng sau khi bão tan, ông cho biết, tôi có thể nói rằng tình hình tồi tệ hơn nhiều so với Idalia. Nhìn vào Kenton Beach, tôi nghĩ gần như mọi ngôi nhà đã bị hủy hoại,
hoặc phần lớn và một số hoàn toàn bị xóa sổ. Đó là do họ đã có một đợt sóng lớn đổ vào đó. Các quan chức nghĩ rằng đợt sóng có thể cao tới hơn 6 mét.